Xin chào bà con. Bà con ấy nhìn ở đằng sau em đây nhé. Đây là một cái rừng quế, nó được 5 năm rồi. Đó, rừng quế được 5 năm rồi. Nhưng mà bây giờ các bác nhìn đây này, cái cây quế đây, cây quế đây. Đó, có cây thì nó mới to bằng cái ngón tay cái của em thôi. Đấy, và tại sao lại nó lại không phát triển được? Bây giờ em sẽ quay ra sau đó là cho các bác xem tại sao nó không phát triển được nhé. Bây giờ các bác hãy nhìn đây này, đây là một cái rừng quế mà gần như là một năm phải phát cái cỏ 2-3 lần cơ. Mà không phải là 2-3 lần nữa cơ, mà có thể là 4-5 lần. Tuy nhiên cái cây quế mà nó mới to bằng như thế này, mà đa số là đều to hơn cái ngón tay cái của em một chút. Đây nhé, đó, 5 năm rồi các bác ạ. Có cây thì nó to hơn một chút thôi. Đấy đây là toàn là mọc lên. Các bác nhìn như này, các bác nhìn cái cỏ này. Cỏ này không phải là cỏ thường đâu, toàn là cỏ danh thôi các bác ạ. Do vậy là khi mà một người trồng ấy, trồng quế, các bác cứ phải rút kinh nghiệm rằng là cái cỏ như thế này thì chúng ta không nên trồng vào trước đâu. Có thể là chúng ta cần phải diệt tận gốc cái loại cỏ này đi. Nếu như mà chúng ta trồng vào cái đồi mà nó có cái loại cỏ danh như thế này ấy, thì chắc chắn rồi các bác ạ. Mình phải làm cỏ rất nhiều, mà đặc biệt là cây này ấy, rễ của nó ăn và sâu vào bám đất ấy thì nó không chết đâu. Do vậy ấy thì nó ăn hết chất của cái cây quế luôn. Mà đặc biệt là nếu như mà chúng ta phun thuốc ấy thì cả cỏ lẫn cây, nếu mà cỏ này mà chết thì cái cây cũng lụi theo luôn. Đó. Thế đâm ra là các bác nếu mà trồng mà có cái đồi mà nó có cỏ danh như thế này thì các bác nên lựa chọn là mình phải khử được cái loại cỏ này trước đi. Đó. Hoặc là chúng ta có một cái kinh nghiệm như này, mình đã thấy rồi. Mình đã thấy ở cái vùng ở phía trên kia họ trồng cây keo trước. Đấy, tức là họ không trồng quế mà là họ trồng một vụ keo trước. Sau đó thì là họ mới bắt đầu lại là trồng, khi lấy một vụ keo xong rồi ấy, cái cỏ này thì tự nhiên lại nó lại chết đi. Đó, thì là bắt đầu họ mới trồng quế. Còn ở đây là cỏ danh mọc nhiều như thế này thì các bác mà trồng xuống thì chắc chắn rồi nó không mọc được đâu. Không lên được ấy. Đó, cái cây cỏ này thì nó ăn hết chất luôn. Mà nếu mà chúng ta mà phun thuốc ấy, chẳng hạn chúng ta mà phun thuốc trừ cỏ ấy thì cả cái cây quế nó cũng lại lụi theo luôn. Đâm ra là chúng ta phải làm bằng cách như thế nào ấy thì nó không có cỏ như thế này rồi chúng ta mới trồng. Đấy, các bác nhìn đây này, rõ ràng chưa? Do vậy là chúng ta chưa nên trồng khi mà có cái loại cỏ này nhiều. Đấy, đặc biệt này. Đấy, cây thì 5 năm rồi mà nó mới nhỏ tí như thế này thôi. Ôi, không chết thì nó mới lạ đây. Đây này, cây này sắp lụi đấy. Cây này cành kiếc đây nên bắt đầu cỏ ăn nhiều quá nó sắp lụi đi rồi. Chứ không phải là nó mọc được đâu. Bây giờ các bác có thể là tham khảo thêm một số người khác nữa, hoặc là bác nào mà có kinh nghiệm ấy thì các bác hãy comment vào phần dưới để chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều người biết nha. Đó. Đó, em vừa chia sẻ kinh nghiệm cho các bác xong về cái việc mà chúng ta trồng, nên trồng cái quế nếu như mà có cái cỏ danh như thế này thì chúng ta không nên trồng đâu. Đó, thì là bác nào mà còn có cái kinh nghiệm khác nữa thì các bác comment lên đây, sau đó là để mọi người ấy chia sẻ cùng nhau xem là chỗ nào là tốt nhất, bằng cách nào thì khử được cái cây này và trồng cái cây quế thì ở vùng nào nó tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video clip lần sau.